Em lòng thành kính xin quy tăng đu ti giảm bi bồ đăng sa ra nam go cha mi con em lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhì đu ti giảm bi thầm măng sa ra nam go cha mi con em lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì đu ti giảm bi sằng khăng sa ra nam go cha mi con em lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì Tát tỳ giàm bi bồ đằng sa ra nam go cha mi con em lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba Tát tỳ giàm bi thầm măng sa ra nam go cha mi con em lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba Tát tỳ giàm bi nam go cha mi con em lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba Bụt Đà Hằng Sa Đà Năng Gạch Chà A Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật Thọm măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn khăn sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đức Tỳ Giám Bi Bạch Đà Hằng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Giám Bi Thọm măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Giám Bi Sằng Khăng Sa Ra Năng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Đức Tỳ Giám Bi Bất Đẳng Sa Ra Năng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Đức Tỳ Giám Bi Thọm Măng Sa Ra Năng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tất tỳ giảm bi sang hẳn sa đa năng gạch trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha nam pa ri pun năng phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là quý đánh xa sự sáng sanh a di na đa na vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là quý đánh xa sự trộm cắp ca me su mi cha ha cha ra vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm mu sa wa da vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối su ra me ra ya ma chấp ba ma da tha na vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Mana ti ba ta ve ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh a di na đa na ve ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê sư mi cha cha ra vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm mu sa va đa vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me ra yam mat cha ba ma da tha na vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badani sadhu gang katwa apamade nani chaka lang samma rakitapang chỉ thiện tín em thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vân giữ hành theo cho đến trọn đời dẫn đến đi vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng.
Si lena sugatan yanti, si lena foga sambada, si lena niputan yanti, tasma si lang vusu tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu xã thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kịp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác đằng sau cũng nguyện cầu tam bảo tự hằng, nguyện thoát ma tai được lửa binh, nguyện thấy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện gìn tam học gia định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện thấy căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chí cú sa la cầm măng cấp tạp văn kỳ đi văn mà mà cả dê na quả cha ma na sa thì đà sẽ su gắt tăng cả tăng dê sa ta san nhị nở thi dê cả sa ta a san nhị nơ cá tăng bụng nhập hà lăng mày hằng sa bê phá ghi và hoàn tự tệ dê tăng sư vi đi tăng đền năng và nhập lăng mai gia dê cá ta thành ác trả nan thì để qua gánh to nhị dê đà dâm sa bê lô cầm mì dê sa ta chỉ hoàn ta hà ra hê tu ca mà muôn năng phô trả năng sa bê nó khoản tụ mà ma chê ta sa tị. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bằng trời vô tượng được mà hưởng an. Bữa con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được dài, là em hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thầu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Thầy giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt, đại đức Phật, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thầy giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Vidyatana, kính chào Nguyên Trần, mến chào Thi An Lạc, mến chào Thi Na, kính chào Gia Nhân Văn Sụng, mến chào Sích Trần Đạo,
Dạ. À, con thấy đồng hồ con còn sớm 3 phút. Mà con thấy Đại Đức Tịnh Đạt có cho tín hiệu rồi. Dạ, Bạch Sư, bây giờ con có thể thay mặt Đạo Tràng cung thỉnh Pháp Sư, trước khi Sư điều hành chương trình học, ôn tập bài học ngày hôm nay từ 60 đến 62 không Bạch Sư? Dạ, con kính tri ân Sư. Về Nhật Quỳnh kính mời Đạo Tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang trao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam trời thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tới mê cầu được trí trí vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay câu pháp của kinh 60-62 của phẩm Ba La Quách Giá Phạm Ngưu. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được vui tiếng hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Thầy Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng, thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay ngày Chủ Nhật, chúng ta lại qua cái buổi hành ở Pháp Cú Kinh. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết cái tín hiệu âm thanh tốt ạ. Hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ cho thì cái tiếp là phẩm hôm nay thì cộng 10 câu tương ứng với ba câu ba tích truyện duyên sự. Thứ nhất là tích truyện người hay có vợ đẹp Anyatarapu, ông
Thứ hai là liên quan vị tử của Ngài Tathāgata. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện liên quan đến một cái trưởng lão, trưởng giả keo kiệt tên là Anan. Đó là ba cái câu chuyện mà tích truyện duyên sự mà sẽ liên quan đến cái bài học ôn tập cuối cùng ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Thích Đăng Đông, Thích Tần Đạo. Kính cảm ơn Thích Ai Kiệm. Mến chào Thích Tần Đạo. Dạ, cảm ơn Thi Na, dạ đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát sư Tình Đạt đã rất trời. Dạ. Dạ, quý vị cho xíu quý vị. Dạ, lúc nãy thấy sư ngồi im được mừng quá. Nghĩ rằng hôm nay, dạ kính lễ cô tu nữ tại viên về giao đạo tràng. Là hôm nay là đạo tràng nghe pháp được yên ổn. Nhưng mà sư khi cầm mic lên thì lại có vấn đề. Dạ, con thấy đại đức Tình Đạt vào đạo tràng rồi. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con cũng thỉnh sư cho con một tín hiệu. Con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, sư lại rất mít nữa rồi, quý vị ơi. Dạ, kính lễ cô tu nữ Viriyatana về vào đạo tràng. Dạ, kính chào sư Sương Mai. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát, sư đã xuất mít rồi. Và quý vị chuẩn bị tinh thần nha. Dạ, sư đã vào thì sư sẽ cho mình ôn tập và câu 60 đến câu 62. Dạ, quý vị chuẩn bị tinh thần đi rồi mình có thể cầm mic để ôn bài rồi có thể đọc duyên sự. Và trong ba bài này quý vị thích bài nào nhất thì đưa lên rồi để cho đạo tràng có thể đưa bài cho quý vị, cũng như sẽ đưa duyên sự cho quý vị đọc. Chờ trong giây lát nha quý vị nha. Dạ, con thấy sư đã trở lại đạo tràng rồi. Mong lần này sư cầm mic được vững vàng, không bị rớt nữa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, con thấy sư cầm mic không được. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư?
Dạ, đại đức Tịnh Đạt có nghe được âm thanh con không? Con thấy sư cầm mic lên thì lại rớt cái mic xuống. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, sư lại rớt mic nữa rồi. Không mà đường nét ở chùa Tứ Phương Tăng hôm nay quá là yếu luôn. Dạ, lúc nãy sư vô, sư ngồi thấy vững vàng rồi, mừng quá. Mà bây giờ sư cầm mic thì rớt hoài. Dạ, con mong là ngày sư cầm mic được, bạch sư. Dạ, sư nghe được âm thanh con chưa, bạch sư? Dạ, sư nghe được âm thanh con chưa? Con dâng mic đến sư, mong rằng ngày sư cầm mic được vững ạ. Dạ, sư lại rớt mít nữa rồi. Dạ, trong đạo tràng giờ quý vị có đồng ý không? Có đồng ý thì bây giờ mình ôn bài đi trong khi chờ đợi sư chỉnh máy. Dạ, quý vị có đồng ý không? Nếu đồng ý thì quý vị cho một tín hiệu. Cô tu nữ thăm má chá rí, cô tu nữ tị duyên, cô tu nữ quý rí gia ta ná và tất cả quý vị trong đạo tràng có đồng ý với Nhục Bình không? Bây giờ sư rớt nét, bây giờ là 7 giờ 8 phút rồi. Dạ, bây giờ cảm ơn lên ông bài đầu tiên đi nha. Câu 6, 10 đến. Dạ, không biết là có sư Tệ Đức không. Thường thì giờ này sư rất là bận. Nam Mô Bích Thai giá. Thầy Đức Tình Đạt vào nữa rồi. Dạ, con thấy sư đã vào rồi. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con một tín hiệu à. Dạ, hà thủ con kính nhân mít đến sư. Rồi, sư lại rớt nữa rồi. Sư thật sự là rất là cố gắng rồi quý vị. Thôi thì bây giờ, dạ, Nhật Quỳnh không chắc để Đức. Dạ, con thấy sư lại trở lại đạo tràng rồi. Chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên đã cố gắng vào đạo tràng để điều hợp cho chúng con ôn bài. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Ổn định bây giờ xin mời quý vị chúng ta ôn bài đi, bắt đầu ôn bài. Cô Rạng Đông post những cái tắt được những câu chuyện, quý vị có nghe được chưa? Thì quý vị chúng ta bắt đầu ôn rồi, tầm khoảng cuối giờ đó sẽ nghỉ. Dạ, chúng con đã hết nghe âm thanh của sư rồi. Theo như lời của sư thì quý vị chọn đi quý vị. Dạ, từ 60 tới 62. Dạ, có cô tu nữ Tài Duyên trước máy không ạ? Nếu có thì kính mời cô và cho biết tín hiệu cô chọn câu số mấy ạ? Hoặc là
Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Dạ, xà thú cô cho biết chọn câu số mấy, bạch cô, thưa cô. Dạ, alo alo, 1, 2, 3, 4. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên đọc câu số mấy, từ số mấy tới số mấy, lần năm bot nên cho Tự Nhiên một câu, cái bot lên đại Tự Nhiên đọc cho, câu nào cũng được. 60 tháng 12 đi. Dạ, thì rắn năm cứ bot bài lên đi, câu nào cũng được hết. Dạ, 60 hả? Dạ rồi, Tự Nhiên xin đọc Kinh Pháp Cú câu 60. Dạ, cảm ơn nhiều quý. Đêm dài cho thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài, kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ Tự Nhiên đọc. Dạ, cảm ơn bạn đọc. Câu kệ ngôn này Đức Phật đã... Câu kệ ngôn này Đức Phật đã thuyết tại chùa Chê Tá Quán Ná gần thành Sa Quách Thi. Nguyên nhân câu chuyện của vua Bát Xê Na Đi và chàng lính thị vệ của vua Bát Xê Na Đi vì có giả tâm chiếm đoạt giai nhân là vợ của tên lính thị vệ nên đã ra lệnh cho anh ta đi xa để lấy về cho nhà vua một món đồ quý hiếm, kỳ hạn trong một ngày phải về đến kinh thành. Trễ hạn thì
phải tội chết. Anh lính thị vệ vội vã ra đi, trải qua chặng đường hiểm trở không dừng nghỉ, lại nóng lòng muốn trở về cho kịp thời hạn. Anh ta quá mệt mỏi, lúc đó anh ta cảm thấy đoạn đường sao quá dài. Riêng về Đức Vua Bassanadi thì do lòng lo ngại tên thị vệ về kịp thời gian sẽ làm cho mình vỡ mộng, nên đêm đó vua thao thức không ngủ được, vua cảm thấy đêm dài vô tận. Chàng lính thị vệ về đến thành thì cổng thành đã đóng, nên anh vào chùa Kỳ Viên tá túc qua đêm. Sáng sớm, Đức Vua lại cũng vào chùa thăm Đức Phật. Ngẫu nhiên hai người gặp nhau, biết bấy giờ vua và tên lính cùng ngồi trước mặt Đức Phật, mỗi người bày tỏ tâm trạng của mình trong đêm qua. Đức Phật nhân đó đã thuyết pháp cho hai người, ngài kết hợp sự kiện thành bài kệ trên. Dạ hết, cảm ơn Sư Tràng Đông. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Nhân. Dạ kính mời chị. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Phật cú số 62. Putta Mát Thí Thá Năng Mát Thí Ý Tí Ba Lô Quý Hành Nhá Tí Atta Hi Atta No Nát Thí Cú Tô Bút Tà Cú Tô Thá Năng Bút Tà Mát Thí Thá Năng Mát Thí Ý Tí Ba Lô Quý Hành Nhá Tí Atta Hi Atta No Nát Thí Cú Tô Bút Tà Cú Tô Thá Năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trưởng khố Ananda là một người bụng xỉn keo kiệt. Ông qua đời để lại một tài sản lớn. Nghiệp lực đưa đẩy ông sanh làm một người ăn mày cùng khổ. Rồi một ngày trên đường phiêu bạt đi ngang ngôi dinh thự kiếp trước của mình. Ký ức bùng lên, người ăn xin thấy vô cùng quen thuộc với những lối ra vào của ngôi nhà kiếp trước, cũng là lúc bị xua đuổi bởi chính đứa con trong của tiền thân. Đức Phật đi ngang nhà thấy được tự sự. Ngài bảo người ăn xin hãy chỉ chỗ chôn giấu châu báu, và điều này khiến người chủ nhà tin nhận là cha ruột đời trước của mình. Nhân câu chuyện này, bậc đạo sư đã dạy câu kệ trên. Và hết. Và Cẩm Nhân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Sít Cảnh Đông. Sa thú cô Cẩm Nhân. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên.
Con tu lệnh thăm mát chá rí, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu pháp cú số 61. Chá ran chê na thi cát chay giá say dăng sa đi sa mát tá nồ ê cá chá rí dăng đàn hằng cá nhí ra nát thi ba lê sa hà giá tà. Tìm không được bản đường, hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không làm bạn kẻ ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cha ranh chê na thí cáp chay giá, say dăng xá tí xá mát tá nô, ê cá chá rí dăng đàn hằng, cá dí ra nát thí bà lê xá hà giá tà. Tìm không được bạn đường, hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không làm bạn kẻ ngu. Sau đây con xin đọc nhiên sự câu số 61. Câu truyện kể về hai vị đệ tử của Ngài Mahakassapa gần thành Rajagaha. Một vị thì rất siêng năng và luôn làm tròn các phận sự đối với thầy của mình. Vị đệ tử còn lại thì tánh tình ngang ngược, hay lười biếng và rất nóng nảy. Có lần bị Ngài Mahakassapa quở trách, thế mà đệ tử lười biếng đã sanh tâm bất mãn với thầy và cả bạn đồng tu. Tâm bất mãn đã đốt nóng vị này cho đến một hôm, vị này giả bộ báo tin Ngài Mahakassapa bị bệnh để thọ dụng tất cả món ăn thí chủ cúng dường. Khi bị phát hiện, thay vì thành tâm sám hối về hành vi của mình, vị này lại sanh tâm hiềm hận, đã phá tan tận trú xứ của Ngài Mahakassapa rồi trốn đi. Đức Phật sau khi biết được câu chuyện đã nói với các vị tỳ khu rằng việc độc cư của trưởng lão Mahakassapa vẫn tốt hơn là việc cộng trú chung với kẻ ngu dốt. Dạ thưa, câu chuyện đã chấm dứt. Kính mời Sistina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 61. Xin lỗi, 62. Putta matthi thanam matthi itipalo vihanyati atta hi atta no natthi kutto putta kutto thanam. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bùn ta năn thi, thà nắm văn thi, y ti ba lu, vi hân nha ti, an ta hi an ta nu năn thi, Kuntu putta kutu thanam. Punta manthi thanam manthi iti palo vihanyati antahi antano nanthi kutu punta kutu thanam. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta không có, con đâu tài sản. Con xin phép được đọc tích truyện. Trưởng khổ Ananda là một người bủn xỉn keo kiệt. Ông qua đời để lại một tài sản lớn. Nghiệp lực đưa đẩy ông sanh làm một người ăn mày cùng khổ. Rồi một ngày trên đường phiêu dạt đi ngang ngôi dinh thự kiếp trước của mình. Ký ức bừng lên. Người ăn xin thấy vô cùng quen thuộc với những lối ra vào của ngôi nhà kiếp trước, cũng là lúc bị xua đuổi bởi chính đứa con trai trong của tiền thân. Đức Phật đi ngang nhà thấy được tự sự, Ngài bảo người ăn xin hãy chỉ chỗ chôn giấu
châu báu, và điều này khiến người chủ nhà tin nhận là cha ruột đời trước của mình. Nhân câu chuyện này, bậc đạo sư đã dạy câu kệ trên. Dạ thưa con đã đọc xong, con cần quý sư và quý đạo, quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thích Thina. Dạ, kính chào Bảo Khanh Dây Dầu, Đạo Tràng, cảm ơn Đặng Đông. Dạ, Nhật Quỳnh chờ hoài không thấy bàn tay vị nào hết. Dạ, kính mời cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, mời Xích Sương Mai. Dạ, mời Ái Kim, Ái Kim có thể cầm mic được không? Dạ, kính mời Đạo Tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài ạ. Không biết bữa nay đừng nét có vấn đề như thế nào mà thấy bị giàu ông bài quá. Đã, trong khi chờ đợi những bàn tay, dạ con xin được ông bài 62. Và trong khi Nhật Bình ông bài, kính mời bàn tay cô tu nữ Thâm Má Cha Rí cơ và Xích Sương Mai, và mời đạo tràng đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ cảm ơn nhạc đốc. Dạ con xin được ông bài Buddha Mát Thi Tham Thanh Nam Mát. Buddha mát thi thanh nam mát thi iti ba lơ vi hàn nhát ti áp ta hi áp ta nơ nát thi cú tơ Buddha cú tơ thanh nam. Buddha mát thi thanh nam mát thi iti ba lơ vi hàn nhát ti áp ta hi áp ta nơ nát thi cú tơ Buddha cú tơ thanh nam. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Bụt tả mát thi, thà nằm má thi, ý ti ba lơ, quỳ hàn nha ti. À tả hi an, tà nô na thi, cụ tô bụt ta, cụ tô tha năng. Buddha mát thi thà nằm ma thi ý ti ba lơ quỳ hành nha ti a ta hi a ta nô na thi cụ tô Buddha cụ tô tha năng. Cho Nhật Quỳnh xin duyên sự Rạng Đông. Dạ cảm ơn Rạng Đông. Chưởng khố Ananda là một người bụng sỉnh keo kiệt. Ông qua đời để lại một tài sản lớn. Nghiệp lực đưa đẩy, ông sanh là một người ăn mày cùng khổ. Rồi một ngày trên đường phiêu bạt đi ngang ngôi dinh thự. Kiếp trước của mình, ký ức bừng lên, người ăn xin thấy vô cùng quen thuộc với những lối ra vào của ngôi nhà kiếp trước, cũng là lúc bị xua đuổi bởi chính đứa con
trong tiền thân. Dạ con xin đọc lời đoạn này. Ký ức bừng lên, người sinh ăn thấy vô cùng quen thuộc với những lối ra vào của ngôi nhà kiếp trước, cũng là lúc bị xua đuổi bởi chính đứa con trong tiền thân của mình. Đức Phật đi ngang nhà thấy được từ sự, Ngài bảo người ăn xin hãy chỉ chỗ chôn giấu châu báu, và điều này khiến người chủ nhà tin nhận là cha ruột đời trước của mình. Nhân câu chuyện này, bậc đạo sư đã dạy câu kể trên. Nam mô Bụt Thà Giá và Sa Thú Thích Trần Đạo. Nhật Quỳnh xin lỗi Trần Đạo nha. Nhật Quỳnh thấy nick Trần Đạo tuốt ở trên, Nhật Quỳnh tưởng đâu Trần Đạo trả bài rồi, nãy giờ không có mời Trần Đạo, xin lỗi Trần Đạo nha. Dạ Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con rất là thích câu này. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh nô nạo, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Dạ con không có nhớ duyên sự lắm đâu, nhưng con lấy bốn câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu để tự răn đe mình. Mỗi khi mình nhớ con, nhớ cái, đo cho con cháu này kia nọ, thì nghĩ lại thân mình còn không có, thì làm có con rồi có tài sản của mình mà lo bóp vét. Nên là thôi, có bao nhiêu ráng dạy mình để bỏ ra, và cũng ráng bớt vướng mắt với con cái, không thì thật sự con rất là dương mắt với con cháu. Nên câu này làm con rất là thích để nhắc mình. Dạ, cha thú đưa vợ Nhật Quỳnh mời Trần Đạo nha, để Nhật Quỳnh coi Trần Đạo tập câu số mấy, câu số 11. Rồi, mời Trần Đạo. Dạ, con mong rằng lần này đại đức Tịnh Đạt được ổn định. Dạ, mời Trần Đạo nha. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tự Đức, Đại Đức Tịnh Đạt Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Ca Rí, cô tu nữ Tự Duyên. Kính chào với anh chị trong đại ca. Cảm ơn cô tu nữ Tự Duyên, chị Nhật Quỳnh, chị Đăng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh số 61 ạ. Chà răng chê na kỳ giác kê vi giá, sĩ văn sa đi sa mát ta nô ê ca ca ri văn đan hăng ca di á nát thi ba lê sa ha gia pa và răng kê na thì răng kê vi giá sĩ văn sa đi sa mát ta nô ê ca ri văn đan hăng ca di á nát thi ba lê sa ha gia pa. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà viết sống một mình không là bạn kẻ ngu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu chuyện kể về hai vị đệ tử của Ngài Maha Cấp Sa Bá gần thành Ra Chá Ga Ha. Một vị thì rất siêng năng và luôn làm tròn các phận sự đối với vị thầy của mình. Vị đệ tử còn lại thì tánh tình ngang ngược hay lười biếng và rất nóng nảy. Có lần Ngài Maha Cấp Sa Bá vỡ trách, thế mà đệ tử lười biếng đã sanh tâm bất mãn với thầy và cả bạn đồng tu. Tâm bất mãn đó đốt nóng vị này cho đến một hôm, vị này giả bộ báo tin Ngài Maha Cấp Sa Bá bị bệnh để thọ dụng tất cả món ăn thí chủ cúng dường. Khi bị phát hiện ai gì thành tâm sám hối về hành vi của mình, vị này lại sanh tâm hiềm hận đã phá tan tành trú xứ của Ngài Maha Cấp Sa Bá rồi trốn đi. Đức Phật sau khi biết câu chuyện đã nói với các vị tỳ khưu rằng việc độc cư của trưởng lão Maha Cấp Sa Bá vẫn tốt hơn là việc cộng trú chung với kẻ ngu dốt. Và con đã đọc kể xong ạ. Dạ con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông đã bớt bài.
Dạ, sa thủ lành thai, kính cảm ơn Sích Trần Đạo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ Thâm Má Chá Ri có cầm mít được không? Sích Thương Mai có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con không thấy có tín hiệu của vị nào nữa. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt sư thử cầm mít bạch sư, cầm mít để thưa cho con đúc kết bài học ngày hôm nay, để có những cái gì đáng cho chúng con ghi nhớ ạ. Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, Đại Đức Tịnh Đạt có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, ra thú rành thai, con kính dâng mít đến sư. Nghe được không ạ? Hy vọng thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta ôn tập về phẩm của pháp cú Palawak các tình quý. Khi mà học pháp cú đó thì chúng ta sẽ học theo học về thuộc lòng kinh, học bằng học về nhân quả duyên sự, chúng ta rằng cái nhân quả cái câu chuyện đó, và từ cái câu chuyện đó mà chúng ta thấy rằng nó cũng có thể xuất hiện ngay bản thân mình. Nhưng mà nói về trưởng giả có tiền của không có biết hưởng thụ tạo công, và đến khi được hai bàn tay trắng và cuộc đó là ông phải chịu cái sự mất mát kể cả về tinh thần lẫn vật chất, thì cái điều đó nhắc nhở cho mình đó là không phải lúc nào mình sinh ra trong đời mình cũng được cái sự may mắn. Nó là may mắn để cho chúng ta bớt đi cái gọi là tại vì may mắn hay là hên xui đó thì nó rất là khách quan. Không phải lúc nào chúng ta sinh ra trong đời chúng ta cũng có được cái sự là cái gia đình không có cảnh tốt đẹp, có và nhất cái trí tuệ gặp được chính. Cho nên khi mà có được cơ hội này thì chúng ta cố gắng giữ để mà làm Đức Phật được ghi chép lại trong kinh điển, được các vị sư pháp sư thuyết giảng để mà từng có sự phải nói là báo là không có tận dụng được những cái khoảng thời gian này, thì tôi quý vị rằng khi mà thúc với cuộc đời đó thì chúng mình chúng ta không biết chúng ta sẽ trở thành cái gì, và lúc đó thì giống như là ông A Nan, ông trưởng giả A Nan kiếp trước ông là một người giàu có đầy đủ các cái điều kiện, có công đầy đủ các tu tập, nhưng mà không, ông làm các điều đó và cuối cùng may mắn là trong thời Đức Phật nên các vị đó còn có được cái cơ may nghe được cái giáo pháp, gặp được Đức Phật. Còn như ngày bây giờ thì chúng ta khó lòng nào mà có được cái cơ biết được cái điều này, thì chúng ta phải hãy tranh thủ làm các công đức ở đây á, tình đạt các cái công đức chứ không các cái điều phước thiện. Chúng ta mở rộng cái từ phước ra, mở rộng cái từ phước báo ra, mà chúng ta mở rộng bằng cách là chúng ta dùng là làm các công đức. Công đức ở đây nó bao gồm là các cái việc tụng kinh, cúng mà chúng ta làm ở chùa. Thì chúng ta có thể làm những việc
đỡ người nghèo, cơ nhở, giúp đỡ, không có được giúp đỡ cho các em học sinh nghèo khó. Đỡ cho có người công đức luôn hướng về cái mà được của âm về là các cái công đức. Các vị chúng ta đọc bụng sanh truyện hay là đọc, chúng ta thấy có những vị bồ bằng cái tâm đó là gì, dứt bỏ cái phiền não, cái bạn, cái ta, cái tôi, bỏ đi tài sản, bỏ đi cái chấp thủ để mà hướng đến còn phiền não. Cho nên có được cái cốt lõi đó rồi đó thì không nữa, là không còn phân biệt Phật giáo. Không, đó là trong Phật giáo đó là Pháp Mahayana, không còn phân biệt đó là nam là nữ, không còn phân biệt đó là chùa hay thờ hay là miếu, vân vân. Khi mà chúng ta có được cái cốt lõi là làm các cái công đức để nâng đỡ, hỗ trợ cho mình càng ngày càng có cái được cái sự cơ hội để mà loại bỏ các cái phiền não. Thì một điều quan trọng nữa mà để cho có được cái sự thúc đẩy, động lực làm việc này đó, tới vì rằng là ngao ngán mà ngao ngán cái luân hồi đó, thì tình đạt cái vị dừng là làm thế, làm những cái này rồi từ đó lại tiếp tục luân hồi. Cái tâm mà không có sợ luân hồi, thưa quý vị, rằng chúng ta không có làm được gì khá hơn ngoài cái việc đó là giống như đầu tư để mà có được cái món lời thôi. Thì mong rằng là tất cả quý vị chúng ta cùng nhau học Phật pháp và tạo cho mình một cái cơ hội để mà thực hiện các công đức nhằm mục đích đó là luân hồi. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Qua câu kệ ngôn 60, 61 và 62, dạ quý vị còn nghe được ạ. Trình đạt tranh thủ nói để internet nó còn. Qua ba câu kệ ngôn này thì chúng ta sẽ kết thúc trong cái buổi ôn tập cuối tuần ngày chủ nhật nay. Rất là hoan hỷ quý vị đã đến diễn đàn Pháp Cú Kinh để mà cùng tham gia các cái sinh hoạt. Ngày chủ nhật ta cũng không có sinh hoạt gì đặc biệt, tuy nhiên thì quý vị cũng tinh tấn nỗ lực cố gắng để vào đây để ôn tập. Vì tác ý thì cái buổi ôn tập này chúng ta cũng có rất là nhiều cái lợi ích. Dạ thì ngày hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cho cái buổi ôn tập liên quan đến ba câu kệ ngôn pháp cú là câu 63 Dipganthi Pedaka Chora, câu 64 là tích chuyện đại và câu là tỳ khu bạc đề ba thi các thiết khu. Ba câu kệ ngôn 63, 64 và 65 thì chúng ta sẽ ôn tập cho ngày chủ nhật tuần sau, và hy vọng rằng vào ngày ôn tập tuần sau thì chúng ta sẽ có mặt đầy đủ và cùng tham gia để có nhiều ở trong cái việc học, cái việc tìm hiểu trong Phật pháp. Không phải ai biết Phật pháp lâu là người đó giỏi, không phải, tôi biết mà biết pháp hay là nghe lời dạy mà có được cái gọi là mật càng nhiều càng dày, càng biết mà không phải gieo duyên càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng nhiều hơn. Hy vọng rằng
trong quý vị chấp lai xa sẽ có được cái cơ hội để là được dốc từ cái việc là tích góp các cái công đức ngay trong cái hiện tại này. Ngày Chủ nhật ngày hôm nay kính chúc tất cả sự an trong lời dạy của Phật ở nơi đây, xin kính chúc sức của thầy giá. Dạ. Và kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thầy. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, dù đường truyền rất là xấu mà Đại Đức cũng cố gắng giảng cho chúng con nghe. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Ngutu sapa mangalang rakhantu sapa de ngutu sapa buddha na pha vena sara sati kuwan tu te ngutu sapa mangalang rakhantu sapa de ngutu sapa dhamma na pha vena sara sati kuwan tu te ngutu sapa mangalang rakhantu sapa de ngutu sapa sangha na pha vena sara sati kuwan tu te. Tất cả phương an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng các sự thánh lễ bình thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.